Lại là một cái cung đường rất là quen thuộc của Lộc, thường hay quay lên video chị ha. Hôm nay thì vào lúc là 4 giờ 50 phút buổi chiều rồi. Thì tại vị trí này chính xác là con đường là DT743, thuộc là trung tâm thành phố của Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị. Một vị trí thì có hai nút giao rất là quan trọng. Hướng này sẽ là về Sài Gòn. Trước khi về Sài Gòn mình sẽ đụng là nút giao ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn, là cách đây là 4 km anh chị ha. Và phía bên đây thì sẽ đụng ngay nút giao là ngã tư Mỹ Ông Cù đấy. Thì cách đây là chỉ có hơn 500m thôi đấy. Ở đây thì anh chị là về được Tân Nguyên 15 cây và thành phố Biên Hòa 12 cây, cũng như là về Hữu Dầu Một là 10 cây thôi. Một vị trí thì thuận lợi giao thông nè, thì Lộc cũng thường hay nhắc video rồi nên Lộc cũng không có giới thiệu nhiều anh chị ha. Đường xá DT743 được một cái là không có kẹt xe anh chị. Có thể nói là cái đường này nó không kẹt xe bằng cái đường Mỹ Phước Tân Vạn luôn đó, nên là lưu thông nó cũng rất là sướng, rất là thuận lợi luôn. Kinh doanh buôn bán thì tấp nập anh chị, ở đây kinh doanh buôn bán thì rất là tốt rồi, tiện ích rất là nhiều, nên là về đây an cư lạc nghiệp thì Lộc cho rằng ở đây rất là tuyệt vời, rất là ok đấy. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong một cái căn nhà ha, một căn nhà mà chủ đang rất là khó khăn anh chị. Thật sự là bây giờ là chủ không còn thể mà gồng gánh nổi rồi, nên là hạ từ rất sâu, hạ từ 3,8 tỷ xuống còn 3,4 tỷ anh chị, 3,8 tỷ xuống còn 3,4 tỷ ha, trong một cái khu dân cư rất là đông đúc và rất là nhộn nhịp đó. Và căn nhà thiết kế theo kiểu hiện đại anh chị ha, rất là hoành tráng chỉnh chu luôn, nhưng mà bây giờ là chỉ còn có hơn 3 tỷ thôi đó. Thì đây là trục đường chính của đường khu dân cư nè. Khu dân cư này nó hơn 10 hectare anh chị, nên là dân cư rất là đông đó. Trước mặt anh chị là những con xe hơi của dân ở đây anh chị ha, không phải là xe của tụi em đâu, đây là xe của người dân ở đây anh chị đó. Và cũng như là ở đây rất là sầm uất anh chị. Và nhà này thì Lộc nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp dành cho những ai thích sự yên tĩnh khi mà về để mà an cư lạc nghiệp nè. Này anh chị thấy không, buổi chiều nè đó, hái rau sạch nè, nó ăn rất là thú vị luôn ha. Ở đây thì dân cư ở hết rồi anh chị đó, dân cư nè rất đông luôn. Và ở vị trí này là hiện tại là Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị là một ngôi nhà là có một cái đường cục anh chị, và một cái đường rất là thú vị đó, rất là mát mẻ anh chị ha. Đây là vào lúc là 5 giờ chiều đó, bên kia kìa tấp nập luôn. Căn này thì sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà thích nơi yên tĩnh đó. Nhất là sẽ có người già lớn tuổi thì ở đây nó rất là phù hợp luôn chị. Bởi vì là người nhà lớn tuổi thì bắt buộc là thích cái nơi mà yên tĩnh rồi. Nhưng mà muốn yên tĩnh á, thì cũng phải có một cái phòng ngủ nằm ở bên dưới tầng trệt để mà thuận lợi để cho cô chú khỏi phải mỏi chân khi mà bước lên trên lầu anh chị. Thì ở đây là đáp ứng được là anh chị là sẽ có phòng ngủ bên dưới, đảm bảo cho cô chú lớn tuổi là khỏi phải lo vấn đề là leo lầu để mà giảm thiểu được cái xương khớp anh chị ha. Và ở đây thì hầu như là hiện tại là Lộc chỉ là đang có một căn, đúng căn này là có phòng ngủ ở bên dưới thôi, còn hiện tại là chưa căn nào khác hết. Anh chị nào mà có nhu cầu dành cho những cô chú nào mà lớn tuổi thì đây là nó là rất là phù hợp nè, vừa yên tĩnh nè, vừa có phòng ngủ ở bên dưới nè, sân rộng rãi nè, để xe hơi ở ngoài cũng được nữa, không có ráy phấy quấy rầy ai luôn, mình đãi tiệc cũng được luôn, cũng không ảnh hưởng đến ai luôn đó. Rồi con nít vui chơi cũng không ảnh hưởng đến ai luôn đó, rất là thuận lợi luôn, rất là thoải mái. Một cái vị trí hẻm cục anh chị, đây là một cái nơi gọi là đáng sống rồi, nên là anh chị là tiện ích rất là nhiều. Nên là hẻm cục hay là hẻm to không quan trọng, quan trọng là một cái nơi an cư lạc nghiệp, yên tĩnh an ninh đó, rồi mát mẻ. Ồ, gió rất là mát anh chị hay không, rất là mát luôn nè. Đó, mình ăn gian được một con đường để mà tận dụng mình làm cây xanh luôn anh chị, rất là thú vị nè đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ vào trong nhà ha, sẽ giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà
Một ngôi nhà nó chỉ đặc biệt hơn những ngôi nhà khác, đó chính là có phòng ngủ bên dưới anh chị ha. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ bước vào là một cái phòng khách rất là rộng rãi anh chị. Đó, rất là rộng rãi ha. Ở đây thì chưa có nội thất ha. Ở đây là ốp nhựa nè, ốp gỗ nè. Đấy, dán tường nè. Dán tường thì cao khoảng là 1,5 m anh chị ha. Nguyên tấm luôn nè. Đó, gạch nguyên khối anh chị ha. Ở đây thì trước khi mà dán những tấm nhựa, tấm gỗ này á, thì chủ đã là làm ở bên trong và sơn. Đó, trét bọt và sơn giống như tấm này đó anh chị. Đó. À, hoàn thiện xong rồi mình mới ốp anh chị ha, chứ không phải là mình ốp khi mà còn thô. Đó, nên là nó sẽ là giúp cho cái phần này nè. Ví dụ như hư hỏng mình thay thế nó không ảnh hưởng, hoặc là mình tháo ra cũng không ảnh hưởng đến vách tường của mình luôn. Đó, nhiều khi anh chị không thích cái kiểu này, muốn thay đổi kiểu khác thì mình gỡ ra vẫn không ảnh hưởng đến vách tường mình anh chị. Ở đây thì khuôn viên này Lộc cho rằng là khoảng đâu đó là hơn 30 m anh chị, hai mấy mét, 30 m gì đó. Mình có thể là để sofa, chỗ để tivi rất rộng rãi ha, kể cả xe ô tô, và mình có thể để ở bên ngoài luôn anh chị, không cần phải để trong đây luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái phòng bếp nè. Phòng bếp có tủ kệ bếp cũng khá là khang trang, làm bằng gỗ tự nhiên luôn nè anh chị. À, này gỗ tự nhiên không phải ván ép anh chị ha. Đó, gỗ tự nhiên. À, rồi thì không gian của mình, cái phòng bếp mình rất là rộng rãi nè chị. Đó, rất rộng rãi ha. Bên đây có cục tủ kệ đựng đồ nè, ví dụ như mình bỏ giày dép ha, những cái đồ linh tinh ở đây, hoặc là nồi niêu son chảo gì đó mình sẽ bỏ ở đây. Đó, giày dép. Đó, rộng rãi ha, tủ kệ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đây, đó là cái sự đặc biệt ở khu vực này anh chị. Ở khu vực dân cư này hầu như là đa phần á, là sẽ tận dụng làm một cái nhà vệ sinh rất là, một cái nhà bếp kết hợp phòng ăn rồi nhà vệ sinh rất là rộng ở khu vực này. Nhưng mà riêng cái căn này thì có một cái phòng ngủ bên dưới ha. Đó, có phòng ngủ bên dưới tận dụng để làm cho, dành cho những cái người mà lớn tuổi rồi á, không thể lên lầu á, anh chị sẽ ở đây ha. Đó, dán gạch thì cao khoảng 1,5 m. Ở đây không có đèn ta. Đấy, đèn nó bị hỏng hay gì rồi. À, đây có nhà vệ sinh nè, lavabo rửa mặt nè. Đó, thông giếng trời nè anh chị ha, giếng trời. Đấy, ở đây thì ở rất yên tĩnh rồi. Đó, trần phía sau phòng bếp mình cũng làm quạt cũng rất là xịn anh chị ha. Đó, đằng trước thì mình mà được một đèn và một quạt trần. Đó, cầu thang thì tay vịn bằng gỗ nè, kính cường lực. Đó, ở trên có đèn. Ai, đặc biệt ở đây đà kiềng rất là kiên cố anh chị, nhà xây dựng rất là tốt. Ở đây thì mình mua sẽ được một cái video, một cái hình mà khi mà đang bắt đầu xây dựng cho đến hoàn thiện luôn chị, mình sẽ rất là rõ về cái ngôi nhà này, mình nên mình sẽ được rất là yên tâm. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ hai ha, ở trên tầng 1. Đây là phòng ngủ thứ hai nè, rất là rộng luôn nè. Mở ra gió ầm ầm luôn anh chị, mở ra gió ầm ầm luôn á. Đó, rất là rộng rãi luôn. Rồi thì phòng này thì nhiêu ta, này phải 20 m chứ anh chị, nó rất là rộng luôn, chưa có nội thất ha, có phòng vệ sinh tích hợp nè, phòng vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Đó, tận dụng tuyệt đối luôn anh chị, nên là nhìn cái không gian của cái phòng ốc rất là rộng. Đó, rồi đây là cái phòng ngủ thứ ba. Nhà vệ sinh có bồn tắm luôn nè, rất là rộng luôn nè. Đó, anh chị nhìn nè, rất rộng luôn, thiết bị vệ sinh cao cấp nè, đầy đủ hết rồi. Cửa nhôm xin pha, kính cường lực. Đó, ở đây là một phòng. Đấy, phòng nào cũng rộng anh chị. Phòng này phòng thờ hả ta? Phòng ngủ hả? Đây không có phòng thờ nha. Gì? Không có phòng thờ, tư vấn phòng thờ. À,
Thì ở đây là một cái phòng ngủ anh chị, có nhà vệ sinh tích hợp nè, rộng rãi nè, giống y cái phòng bên kia luôn, rộng cỡ hơn 20 mét anh chị, rất là rộng. Ở đây mình sẽ có ban công trước ha, đây là tầng 1 nè, nhìn được cái khuôn viên xung quanh nè, đối diện nhà mình là đang ở anh chị ha. Đấy, xung quanh dân cư kìa, đấy, xe hơi xe hiếc là quá trời luôn kìa, dân cư rất là đông, rất là tấp nập. Rồi thì khuôn viên này thì anh chị có thể nhìn thấy là cái sân bãi trước của mình nè, làm được rất là nhiều thứ luôn ha. Đó, chiều chiều mấy ông mấy bác đồ đi hái rau rất là thú vị luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên tiếp tầng 1 ha. Ồ, đèn đẹp quá. Tầng 2 chứ. Hiện tại là mình đang tầng 1 ha, bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Ôi. Tầng 2. Mình sẽ có một cái phòng ngủ thứ nhất ở tầng 2. Thôi tầng phòng ngủ thứ 3 đi anh chị. Đó. Phòng ngủ thứ 3 ha. Thì phòng ngủ này sao nó rộng quá anh chị ơi. Nó rất là rộng luôn, phải nói căn nhà nó rất là rộng luôn anh chị. Để cái giường, để cái bàn trang điểm ha, để cái tủ quần áo vô. Còn dư chỗ trống rất là nhiều luôn anh chị. Đó, đây là nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn nè. Đó, ở đây thì không có bồn tắm nè. Đó, phòng thứ 3 ha, đây là phòng thứ 4 nè. Rồi. Phòng thứ 4. Phòng thứ 4 này không có nhà vệ sinh. Không có nhà vệ sinh. Đó, rất là rộng luôn. Cái phòng này làm phòng master còn được á, nhưng mà thiếu nhà vệ sinh anh chị. Thiếu nhà vệ sinh thì mình trang phòng giải trí nha ha. Đó, rất là rộng luôn. Này ban công tầng 2 nè. Đó, ban công tầng 2 nhìn ra ngoài nè. Đấy, hay chưa anh chị ha. Đó. Rất rộng luôn. Rồi, mình sẽ lên tiếp đi. Hiện tại là mình đã đi qua được 4 phòng ngủ rồi anh chị ha. 4 phòng ngủ rồi, mình còn một lầu nữa. Lầu 3. Lầu 3 này là gì đây? Sân thượng hả? Lầu 3 này là một cái sân thượng anh chị. Vậy là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp kết hợp phòng ăn, sân thượng trước sau. Đó anh chị. Anh chị có nghe tiếng xe rất là nhiều không? Đó là con đường tỉnh lộ 743 anh chị ha. Cách đây mình chỉ là 100m thôi, 200m thôi là vị trí hồi nãy Lộc có đứng giới thiệu cho anh chị ban đầu đó. Đó, cách đó đó. Đó, còn bên đây anh chị nhìn thấy dân cư nè. Đó, dân cư thì khỏi nói luôn. Bên đây cũng là tuyến đường là 743 luôn. Là sẽ đụng ngay nút giao với lại ngay chỗ là ngã tư gì quên riết ta. Ngã tư mấy ông cù đó, ngay vị trí này nè. Đó thì sẽ 743 nó sẽ cắt ngang qua và vòng qua đây anh chị ha. Đó, dân cư quá trời luôn. Đó thì ở đây là cái ban công sau nè, mình có thể làm một cái nơi để mà trồng rau nè, trồng bonsai nè, tập gym nè, rồi một cái khu giải trí nè, ăn uống nè, nướng BBQ nè, vị trí này ha, rất là rộng rãi luôn. Rồi mình sẽ qua, mình sẽ lên cái ban công trước. Đấy, rất là thú vị ha. Đây là ban công trước nè. Đó, mình sẽ làm giống bên kia ha. Đó, trồng những cái cây, mình làm cái vàng lên, trồng những cái cây mớp, cây bầu, cây bí. Đó, mát mẻ giống y bên kia thì cũng khá là tuyệt vời luôn. Đó, cái không gian này mình sẽ là trồng hoa, trồng cây kiểng. Rồi hả, phòng thờ cũng được. Anh chị nào mà đang cần một cái nơi để mà thờ cúng thì có thể là xây ở dựng ở nơi này làm một cái phòng thờ anh chị ha. Hiện tại là mình đang có 4 phòng ngủ và một phòng khách, một bếp, chưa phòng thờ, thì mình có thể tận dụng ở phòng ngủ là một phòng thờ, hoặc là nếu mà đông người quá thì có thể sử dụng trên đây anh chị ha. Rồi thì bây giờ là Lộc sẽ tổng kết lên nè. Ở đây có giếng trời nè. Đó, có giếng trời ha, mát mẻ ha. Rồi để Lộc tổng kết lại.
Hò quá anh chị. Rồi thì ở đây là diện tích tổng của mình là 73 m² anh chị ha. Đó. Ngang là 4 m. Dài là 18 m. Ủa. Không ta. 18. Ngang 4 nhà 18. Để xem lại. Xem lại cho nó chính xác anh chị. À đúng rồi chị. Ở đây là tổng diện tích là 73 m². Đất ở đô thị anh chị ha. Và có diện tích là ngang 4 m. Dài 18,4 m anh chị. Rồi thì nhà mình có kết cấu là một trệt và hai lầu. Ở trên là một cái sân thượng trước sau. Đó. Thì ở đây là có một phòng khách, một bếp kết hợp phòng ăn. Đó, thì hiện tại là ngày trước anh chị chủ mục đích xây dựng ngôi nhà này là để bán dành cho những cái cô chú anh chị mà đang lớn tuổi á, thì không có thể mà đi trên lầu được anh chị, không thể đi trên lầu bởi vì nó ảnh hưởng đến xương khớp, nên là chủ tận dụng xây một cái phòng ở bên dưới tầng tầng trệt này nè, để đảm bảo cho khi mà anh chị về mà anh chị ở những cái ngôi nhà mà có người lớn tuổi ha. Thì với căn nhà này nè, thời điểm trước là nó là 3,8 tỷ anh chị. Đó, thời điểm trước là 3,8 tỷ ha. Và hiện tại là chủ đang rất là khó khăn rồi. Và cũng như là đang rất là thiện chí bán anh chị. Nên là chủ rất là muốn hạ một cái giá để mà phù hợp, để mà bán nhanh trong cái thời điểm khó khăn bây giờ anh chị. Thì hiện tại là chủ đang giảm đến một mức giá thì khá sâu. Nhà phố thì không ai mà giảm nhiều hết anh chị. Đó, bởi vì là chủ rất là khó khăn nên mới giảm sâu thôi. Thì hiện tại là từ 3 tỷ 8 xuống còn là 3,4 tỷ anh chị, cho một ngôi nhà với thiết kế rất là hiện đại nè, sáng sủa nè, rồi những cái phòng ốc anh chị đã thấy rồi, nó rất là rộng đúng không, rất là rộng luôn. Và kể cả là mình sẽ là tận dụng được cái một cái phòng ngủ bên dưới tầng trệt để mà cho ba mẹ ở nè, hoặc là cô chú nào lớn tuổi muốn có căn nhà ở nơi đây mà không có phòng ngủ ở dưới thì rất là thất bại luôn đúng không anh chị. Thì ở đây nó đáp ứng cho anh chị đầy đủ luôn ha. Đó, một trệt, hai lầu, một sân thượng phía trên, trước sau có 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp kết hợp phòng ăn. Đó, ở trên là hai sân thượng. Hiện tại là giá 3,4 tỷ ha, 3,4 tỷ cho một cái ngôi nhà này. Anh chị cảm thấy là phù hợp vị trí nè, phù hợp nhu cầu, phù hợp mục đích thì hãy liên hệ cho Lộc. Lộc sẽ hỗ trợ anh chị là về việc là giá nè, pháp lý nè, rồi giúp cho anh chị giao dịch một cách suôn sẻ nhất, cũng như là sẽ được an toàn nhất cho cái giao dịch anh chị ha. Rồi, Lão Bóng Sản xin kính chào quý cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một ngày thật lan lành và tràn đầy hạnh phúc.